cho các bạn mình mới mượn được cái Surface Book 3 của laptop vàng. Bây giờ mình sẽ trên tay cho em xem có cái gì vui với máy này. Trước tiên cái máy này nó có cái cấu hình rất là mạnh với con chip mới nhất của Intel 10 nanomet và cái đế của nó có card màn hình Quad Pro RTX 3000. Về cơ bản thiết kế thì anh em thấy rằng là Surface Book nó vẫn là laptop light có cái thiết kế rất là lạ, độc đáo hiện nay. Tức là bình thường thì anh em có một cái laptop với cái màn hình 15 inch, tỷ lệ màn hình là 32 như vậy. Và lúc nào muốn anh em có thể nhấc nó lên thì khi đó nó sẽ thành một cái tablet 15 inch. Thì cái tablet 15 inch này anh em nghĩ nó hơi lạ bởi vì người ta không thể cầm một cái tablet to như vậy. Tuy nhiên mình đã dùng thử, mình thấy nó rất là bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì nó chỉ có khoảng 800 RAM thôi. Nó được Microsoft thiết kế cái dạng khá là vuông vức nhưng mà anh em cầm ở trên tay ấy, bởi vì nó nhẹ, bởi vì nó lớn, do đó nó cũng không có cấn, rất là dễ chịu. Đó là lý do vì sao và nó có thể trở thành một cái laptop light. Và nó có thể xoay lại cái màn hình như vậy để biến thành một cái đế để cái tablet như dạng như vậy. Thì rõ ràng là hiện tại có nhiều cái laptop light khác nhau nhưng mà cái thiết kế của cái Surface Book này là cái mà độc đáo nhất, lạ lùng nhất. Đến đời thứ 3 rồi thì nó vẫn còn độc đáo. Các bạn lè nó sẽ gặp lại như vậy. Thì mình nghĩ rằng là cái sự khác biệt của cái Surface Book với lại những cái Surface khác cũng như là những cái laptop khác chạy Windows nó ở cái chỗ này. Cái thiết kế độc đáo này của cái Surface Book thì chúng ta sẽ có như vậy. Ở trên cái màn hình nó sẽ gồm CPU, màn hình và những thành phần chính để mà khi tách rời đi như vậy nó vẫn chạy độc lập như là một cái máy tính. Tuy nhiên những cái cổng kết nối thì nó nằm ở dưới cái dock. Với cái con Core i7 như mình trên tay này thì cái dock của nó không chỉ gồm pin mở rộng mà nó còn gồm thêm một cái Vega RAID nữa. Ví dụ như con này nó có Vega RAID là Quad Pro RTX 3000. Còn trên cái màn hình thì ngoài cái việc nó chạy con CPU Core i7-1065G7 thì cái GPU tích hợp của nó sẽ là con Iris Plus G7, tức là cái con mạnh nhất hiện nay của Intel. Tiếp tục về màn hình thì chúng ta sẽ có cái màn hình 15 inch tỷ lệ là 2:3. Thì đây là cái tỷ lệ gần như là vuông nhất trong thế giới Windows hiện nay. Và khi mà mình sử dụng nó thì mình cảm thấy là đây là tỷ lệ rất là hợp lý để mà anh em làm việc. Cái màn hình nó có cái độ phân giải là 3240x2160, tức là cũng rất là lớn để anh em có thể nhìn mọi thứ rất là rõ ràng, sắc nét. Cái màn hình này nó có khả năng nhận dạng được cái bút của Microsoft để có thể vẽ vời này nọ hoặc là gắn cái Surface Duo vô vặn. Về cổng kết nối thì anh em nhìn thấy bên phải chúng ta sẽ có một cái cổng nhìn nó khá giống với lại đồ thẻ SD nhưng không phải, đó là cái Surface Connect. Thì với cổng này anh em sẽ dùng để sạc cho nó. Microsoft cung cấp cho một cục sạc 120W rất là mạnh cho cái cổng này. Tuy nhiên cổng này nó khá là lạ, khá là độc đáo, do đó là không nhiều người anh em khó mượn được, không tiện. Phía dưới thì Microsoft trang bị một cái cổng C. Thì cổng C này nó có tốc độ là 10G và đặc biệt là nó hỗ trợ Power Delivery, do đó là anh em có thể mượn sạc của MacBook hay mượn sạc của điện thoại gì đó cắm vào sạc cũng được. Dĩ nhiên rồi, nó phải có tiêu chuẩn Power Delivery. Bên tay trái thì chúng ta sẽ có hai cổng USB-A cũng là 10G và nó có một cái khe thẻ SD nữa. Về bàn phím và cái bàn rê chuột thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím với cái màu rất là đẹp, cảm giác bấm cũng ngon, có cái backlight và function đầy đủ. Rồi chúng ta có một cái bàn rê chuột phủ kính ở đây, chỉ có một mặt thôi, giống kiểu như MacBook. Một điều khác biệt là cái bàn rê chuột này nó rất là nhỏ xíu à, cho với những cái máy tính hiện nay. Khi anh em gấp cái Surface Book lại như vậy thì chúng ta sẽ có một cái gáy khá là to, khá là dày nếu so với lại những cái laptop khác. Anh em thấy là cái kết cấu của nó khi mà gấp lại nó rất là hay. Hiện tại thì mình thấy là chỉ Microsoft trang bị cái kết cấu bản lề dạng như vậy ở trên cái laptop của họ. Nó là cái điểm nhấn bởi vì chúng ta nhìn vào nó sẽ rất là ấn tượng, nguyên một cái phần lõm vào ngay đây. Đây là cái mặt đáy thì rất đơn giản, có hai cái thanh cao su màu trắng nhô lên như vậy để giúp cho cái máy nó đứng lên cái mặt bàn. Rồi nó có một chữ Microsoft và một cái mã ở đây rất là đơn giản. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để anh em bỏ tay vào rồi nhấc cái màn hình lên. Tuy nhiên mình thử thì dùng một ngón tay để nhấc lên khá là khó khăn bởi vì khi mà đóng lại ở cái nấc cuối cùng nó hít khá là chắc. Do đó là chúng ta phải bật ra được cái nấc đó thì lúc đó nó sẽ lên nhẹ nhàng hơn. Khi mình nhìn thẳng như vậy, tức là cái mặt trên của cái màn hình chúng ta sẽ có nút tắt mở máy và nút tăng giảm âm lượng. Nó tương tự như cái vị trí nút của một cái tablet. Nhìn xung quanh cái phần màn hình thì anh em thấy được cái phần tỏa nhiệt của nó chạy xung quanh luôn. Tức là có một cái khe hở nhỏ để mà thoát nhiệt cũng như là thông gió gì đó. Ở trên bàn phím nó có một cái nút
có cái mũi tên với cái màn hình chỉ lên. Khi nào anh em muốn lấy cái màn hình ra thì anh em phải bấm nút đó. Ở trên này nó báo một cái thông báo là đã an toàn lấy ra thì chúng ta mới lấy ra được. Và khi nhìn vào những cái chấu kết nối này thì mình thấy rằng là nó không có một cái ngàm hít dạng cơ. Nghĩa là nó sẽ hít cái màn hình này vào cái đế này ở cái dạng giống như là nam châm điện vậy. Tức là công tắc tắt mở thì nó mới rút ra được chứ không phải là ngàm dạng cơ. Khá là đặc biệt. Về cái màn hình của nó thì em thấy rằng là nó có một cái viền khá là dày nếu mà so với lại những cái máy tính Windows hiện nay. Tuy nhiên ở một cái vai trò là cái tablet á, thì nó cần phải cái màn hình dày như vậy thì chúng ta cầm nó mới không có chạm vào màn hình được. Hoặc là nó cần phải một cái giải pháp công nghệ khác nữa. À, dưới cái cạnh dưới cùng thì nó in rất là nhiều thông số về cái máy. Và đây cũng là cái chỗ để chúng ta có thể nhìn thấy những cái kết nối của nó. Có hai cái chốt kim loại để giữ cho nó vững cũng như hít cho nó nằm đó. Và có một cái dãy kết nối rất là lớn dài ở đây. Surface Tablet có cái hệ thống camera trước để mà log in bằng khuôn mặt giống như là cái Windows Hello. Và nó có camera sau để mà chụp. Thì cái vị trí này nó giống như là một cái tablet vậy. Có một cái lỗ cắm tai nghe 3.5 ở đây. Đó, nó nằm ở trên phần màn hình. Về cái tablet thì nó bình thường, về cái laptop thì hơi lạ bởi vì laptop thường thường nằm ở dưới đây. Chúng ta chỉ có cái bảo mật gương mặt như mình nói lúc nãy thôi, còn cái vân tay hay là cái khác thì không có. Về RAM với lại cái ổ SSD thì cái máy này nó có 32GB RAM LPDDR4X. Thì cái RAM đó sẽ giúp nó tiết kiệm hơn. SSD thì nó tùy, anh em thấy option 512, 1T, 2T gì đó. Cái SSD này có thể thay được, tuy nhiên cái việc nó rất là khó khăn. Anh em cân nhắc cái chuyện đó. Về pin á, thì cái máy này nó có pin trên màn hình cũng như pin dưới cái đế. Ở trên màn hình nó là pin 2 cell 23.2Wh. Còn ở dưới nó là 6 cell 62.2Wh. Anh em gỡ cái màn hình ra, anh em vẫn cầm xài nó một hồi được. Và tổng thời gian maximum mà Microsoft đưa ra là 17.5 tiếng. Dĩ nhiên đó là cái điều kiện mà theo Microsoft. Còn khi mà chúng ta xài chắc chắn nó không đạt được số đó. Surface Book 4 đã hướng tới anh em Pro và yêu thích cái sản phẩm của Microsoft rồi. Cái chiếc Book 3 mình trên tay này á, với cái card ngoài là Quad Pro RTX 3000 á, nó là cái phiên bản đặc biệt, tức là không có bán phổ thông mà phải đặt hàng để bán, những phiên bản Enterprise gì đó, thì giá 80 triệu khá là cao cho cái máy này. Tuy nhiên nếu anh em làm việc Pro, anh em rất là thích Microsoft, anh em rất là thích cái thiết kế và những cái gì nó mang lại á, thì cũng đáng để quan tâm. Rồi, xin cảm ơn.